Time to let go of all of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. Chào mừng anh chị đã đến video clip tiếp theo của Khải. Ngày hôm nay Khải lại chia sẻ cho anh chị về một chương trình mới của Toyota Vios. Đó là một chương trình vay với mức lãi suất chỉ 0.68%. Và điều anh chị đang có đây là đối với tất cả những anh chị nào đang có nguồn thu nhưng mà không chứng minh được mình đang có một cái mức thu nhập cực kỳ tốt nhưng lại không chứng minh được cái nguồn thu của mình, thì hôm nay Khải sẽ chia sẻ cho anh chị về một cái chương trình vay liên kết với bên đối tác ngân hàng của bên Toyota Hùng Vương của Khải. Anh chị có thể chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân thì trong vòng 15 phút là bên Khải có thể ra được thông báo cho vay, hỗ trợ những anh chị đang có dư nợ tín dụng mà không thể làm được ngân hàng thì bên Khải vẫn hỗ trợ để anh chị có thể lấy được xe mang về. Và chi tiết chương trình đó như thế nào thì hôm nay Khải mời anh chị xem qua video clip của Khải giới thiệu chương trình đó dành cho Toyota Vios. Và phần đầu tiên cũng không quên giới thiệu sơ lược cho anh chị về Toyota Vios kế bên Khải đây. Đây là chiếc Vios bản E số tự động. Thì tại thị trường Việt Nam mình, Toyota Vios đang được bán với 3 mức giá là Toyota Vios số sàn 478 triệu, Toyota Vios bản E số tự động 531 triệu và Toyota Vios bản G là 581 triệu. Thì ngày hôm nay Khải sẽ chia sẻ về Toyota Vios E số tự động thì nó có sơ lược một số tính năng nổi bật nào thì Khải mời anh chị cùng xem qua. Thì trong video clip này Khải cũng sẽ đi nhanh để chúng ta có thể đến ngay với cái phần chính của video, đó là phần giá. Ở phần đầu tiên anh chị có thể thấy ngay là với Vios bản E số tự động chúng ta sẽ dùng đèn dạng là projector và đèn là halogen. Ở đây chúng ta sẽ có cụm đèn xi nhan và cụm đèn pha. Phần dưới chúng ta sẽ có phần đèn sương mù và ngay trung tâm của xe sẽ là phần logo Vios mã chrome. Ở trên đây anh chị sẽ có ngay là cái đường gân dập nổi trên nắp capo, nhìn cực kỳ bắt mắt và tạo cái nét khỏe khoắn trẻ trung cho Toyota Vios đời này. Tiến vào phần bên hông xe thì anh chị có thể thấy ngay xe sẽ được trang bị cái mâm dạng phay xước hai màu đối lập với kích thước là 15 inch. Bên hông xe với mâm xe như vậy khá là bắt mắt, nó tăng cái phần mạnh mẽ cho Vios đời này. Ở phần gương cũng như các dòng xe khác thì Toyota Vios được trang bị là tính năng là chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ ngay trên gương luôn. Và bây giờ Khải mời anh chị tiến vào phần phía sau của Toyota Vios để xem ở phần sau anh chị sẽ có gì, những cái tính năng gì hay là những cái ưu điểm nào của Toyota Vios. Tiến vào phần đuôi xe anh chị có thể thấy ngay ở đây là cụm đèn hậu nổi khói. Cũng giống như đời trước thì ở Vios đời này thì cụm đèn này gần như nó không thay đổi lắm. Nhưng mà có một yếu tố đây là xe sẽ được trang bị camera lùi và cảm biến lùi ở đây. Phần cốp xe khá là rộng. Bây giờ Khải sẽ mở cho anh chị xem cái phần cốp xe. Với Toyota Vios anh chị sẽ có một phần cốp khá là rộng. Ở đây anh chị có thể hoàn toàn để được những cái vali lớn và hai đến ba cái vali nhỏ và ở tầm trung luôn. Và có một cái yếu tố nữa Khải muốn chia sẻ là việc xe sẽ được trang bị mâm kích thước 15 inch phay xước như cái mâm phía bên ngoài. Như vậy anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi mà xe chúng ta có sự cố thì có thể lắp đặt vào cái mâm, cái bánh này để có thể di chuyển. Bây giờ mình sẽ tiến nhanh vào phần nội thất xe để xem ở Vios bản E số tự động 2021 đời này sẽ có một số tính năng nổi trội nào ở phần nội thất. Khải mời anh chị vào trong xe. Tiến vào phần nội thất của Vios bản E số tự động 2021 thì Khải xin chia sẻ với anh chị về một số tính năng nổi bật như là xe sẽ được trang bị màn hình kết nối Apple CarPlay, Android Auto và anh chị có thể xem qua cái clip về kết nối, hướng dẫn kết nối Apple CarPlay Khải sẽ làm trong thời gian sắp tới. Và ở bên tay trái Khải đây, anh chị có thể thấy gương sẽ lên xuống một chạm đối với ghế tài xế. Chúng ta sẽ có hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ phân phối lực phanh điện tử. Ba túi khí đã đối với bản E số tự động này. Như vậy anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về các tính năng an toàn gần như mà Vios đời này
đang trang bị. Ở phần màn hình trung tâm, anh chị sẽ có 3 cụm đồng hồ, với đồng hồ phía bên trái là hiển thị vòng tua, đồng hồ trung tâm là tốc độ và đồng hồ phía bên phải là hiển thị mức nhiên liệu. Trên vô lăng này, ở bảng E số tự động thì anh chị sẽ được bọc da mạ bạc ha. Khu vực bên đây sẽ có nút bấm để có thể điều chỉnh được màn hình giải trí ở đây. Ở phần này chúng ta sẽ có hệ thống dàn lạnh là chỉnh cơ và hộp số tự động CVT, có thể giả lập 7 cấp số ảo. Và đây là phần phanh tay của xe, phanh tay cơ. Ở đây chúng ta sẽ có một bộ ghế da màu kem. Bây giờ Khải mời anh chị xuống hàng ghế thứ hai của Vios 2021 để xem cái khoảng không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai nó sẽ như thế nào. Tiến vào hàng ghế thứ hai, như anh chị thấy, một không gian rộng rãi, cực kỳ rộng rãi ở phân khúc hạng B. Đối với Vios thì nào giờ đối với cái việc rộng rãi thì gần như Vios đã có tiếng rồi. Ở đây anh chị có thể có một cái khoảng đầu gối, khoảng cách đầu gối rất là lớn, có thể hơn khoảng tầm 20 cm. Khoảng sáng đầu thì cũng gần như là không chạm. Và ở đây anh chị cũng sẽ có một cái bệ tì tay cho hàng ghế thứ hai. Ở đây trong những chuyến đi xa thì mình có thể tì tay ở đây để có thể thư giãn. Và đây là cái phần khu vực để bệ tì tay cho tài xế. Và Vios vẫn như thường lệ vẫn sẽ có thể gập ghế ở hàng ghế thứ hai để trong quá trình sử dụng anh chị cần tăng cái không gian thể tích để có thể để đồ. Khi mà phần cốp anh chị chở những cái vật dụng nào mà nó cồng kềnh thì vẫn có thể gập hàng ghế này lại để có thể chở. Khải mời anh chị đến với phần giá xe, chương trình khuyến mãi cũng như chương trình vay trả góp mà Khải muốn chia sẻ trong video clip ngày hôm nay. Khải mời anh chị. Và bây giờ Khải xin chia sẻ về chương trình khuyến mãi, chương trình giá lăn bánh hay là chương trình vay dành cho anh chị nào đang quan tâm về việc trả góp hay thủ tục ngân hàng của Vios sẽ như thế nào. Và bây giờ Khải cũng muốn chia sẻ về chương trình khuyến mãi. Đầu tiên, đối với Vios E số tự động và Vios E số sàn, hiện tại mình đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ là 25 triệu cộng với một cái camera hành trình trị giá 4,5 triệu. Còn đối với Vios bản G, anh chị sẽ được hỗ trợ 30 triệu và camera hành trình trị giá 4,5 triệu. Có nghĩa là anh chị đang được trừ một mức khuyến mãi khá là tốt. Ngoài ra, Khải xin nhấn mạnh, ngoài ra sẽ còn có những khuyến mãi từ đại lý của Khải là Toyota Hùng Vương. Những chương trình khuyến mãi như là bảo hiểm phụ kiện hay là giảm tiền mặt thì gói khuyến mãi có thể lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho anh chị trong thời điểm bây giờ. Anh chị hãy gọi ngay tới số hotline của Khải là 0906 648 952 để Khải có thể chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc. Và tùy anh chị ở từng khu vực địa lý khác nhau thì chương trình giá lăn bánh nó có thể khác nhau. Vì vậy anh chị muốn biết chi tiết như thế nào thì hãy gọi ngay cho Khải để Khải có thể chia sẻ cho anh chị. Và Khải cũng chia sẻ thêm một yếu tố nhỏ nữa thôi, đó là việc nếu mà anh chị đang quan tâm về chương trình hay là khuyến mãi của Vios tại thời điểm bây giờ, thì bây giờ là thời điểm khi mà chưa chính thức giảm thuế trước bạ thì mức khuyến mãi đang còn khá là hấp dẫn, khá là tốt. Nhưng mà khi chính thức nhà nước mình áp dụng thuế trước bạ, chắc chắn chương trình khuyến mãi nó có thể cắt giảm đi. Như vậy anh chị có thể đặt cọc ngay từ hôm nay để hoàn thành cái việc lấy xe của mình, và chờ tới ngay thời điểm mà thuế trước bạ đã chính thức được áp dụng là anh chị có thể đi ra để đóng thuế, bấm biển số. Như vậy anh chị đã có thể giữ được chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như bây giờ. Và bây giờ Khải mời anh chị đến với phần giá xe lăn bánh. Khải cũng không quên nhắc thêm một yếu tố nữa, mức giá lăn bánh này Khải chia sẻ là mức giá đã tạm tính giảm thuế 50% nếu chính phủ Việt Nam mình áp dụng. Có nghĩa là mức giá này thuế Khải chỉ tạm tính 50% để anh chị có thể cân đối chính sách hoặc là ngân sách của mình. Còn về chi tiết chương trình như thế nào, anh chị có thể gọi ngay tới số hotline của Khải để Khải có thể chia sẻ cũng như tư vấn cho anh chị. Và bây giờ Khải mời anh chị. Đối với Vios bản E số sàn, anh chị lăn bánh ở khu vực tỉnh là 480 triệu và khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 499 triệu. Hai khu vực này nó sẽ chênh lệch với nhau về cái phần tiền biển số. Còn đối với Vios bản E CVT hay là bản E số tự động như con kế bên Khải đây là 536 triệu ở tỉnh và 555 triệu ở khu vực Hồ Chí Minh. Còn Vios bản G ở khu vực tỉnh là 613 triệu, ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 632 triệu. Mức giá trên Khải đã cộng tất cả các khoản như là lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, đường bộ. Có nghĩa là mình đã đủ các chi phí để có thể đóng cho nhà nước và lăn bánh xe trên đường. Và mức thuế Khải chỉ tạm tính là 50%. Khi nhà nước áp dụng có nghĩa là mức giá đó chính là mức giá
hiện hữu lúc mà anh chị mua xe. Và bây giờ Khải sẽ đến với phần là mức giá dành cho anh chị mua qua ngân hàng. Đối với anh chị mua qua ngân hàng, nếu anh chị đang có một nguồn thu cực kỳ tốt như là 100-200 triệu và anh chị lại không thể nào chứng minh được cái việc đó, thì hiện tại bên Khải đang có liên kết với ngân hàng, một đối tác ngân hàng mới, thì với mức lãi suất chỉ là 0.68%, bên ngân hàng sẽ hỗ trợ cái phần nguồn thu cho anh chị, cũng như anh chị không cần phải chứng minh nguồn thu. Cái việc mà anh chị có thể có được cái thông báo cho vay đó cực kỳ nhanh gọn, trong vòng khoảng 15-20 phút là anh chị có ngay cái thông báo cho vay. Bây giờ Khải sẽ đến với phần giá dành cho chương trình với cái việc liên kết với cái chương trình lãi suất là 0.68% nhé anh chị. Đối với Vios bảng E số sàn, anh chị chỉ cần đưa trước ở khu vực tỉnh là 85 triệu. Khải xin nhắc lại là 85 triệu. Đây là mức giá Khải đã tính bao gồm luôn cả chi phí bảo hiểm. Có nghĩa là anh chị khi mua qua ngân hàng phải có bảo hiểm thân xe. Và mức giá này Khải đã cộng tất cả các chi phí để có thể lăn bánh và số tiền đưa trước tạm tính. Vios bảng E số sàn chỉ cần đưa trước 85 triệu. Và ở khu vực tỉnh là 85 triệu. Ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 104 triệu. Anh chị có thể vay trong thời gian là 8 năm 96 tháng. Và số tiền vay hiện tại anh chị có thể vay lên tới 85%. Vậy thì số tiền đưa trước tháng đầu tiên là 6,1 triệu, anh chị sẽ tính theo dư nợ giảm dần trong thời gian là 8 năm 96 tháng. Còn Vios bảng E số tự động, số tiền đưa trước ở tỉnh là 96 triệu và ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 115 triệu. Thanh toán tháng đầu tiên anh chị chỉ cần chuẩn bị là 6 triệu 9. Còn Vios bảng G số tự động, anh chị đưa trước ở khu vực tỉnh là 106 triệu, ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 125 triệu, thanh toán tháng đầu chỉ 7 triệu rưỡi. Anh chị thấy không, mức giá hấp dẫn không? Với 85 triệu là anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe đưa trước, phần hỗ trợ ngân hàng thì bên Khải đã hỗ trợ và cực kỳ nhanh gọn lẹ. Anh chị nào đang có nhu cầu, đang có muốn sở hữu ngay chiếc xe trong thời điểm đại dịch để có thể chở gia đình cũng như an toàn trong mùa dịch này, thì có thể gọi ngay tới số hotline của Khải là 0906 648 952 để Khải có thể tư vấn cũng như giải đáp thắc mắc cho anh chị. Và anh chị hãy đừng quên rằng đây là cái chương trình Khải chia sẻ, đó là mức giá Khải tạm tính thôi. Còn về chương trình khuyến mãi thì anh chị có thể lên ngay tại đại lý của Khải ở tại 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6 để Khải có thể giải đáp thắc mắc cũng như có một chương trình khuyến mãi tốt hơn rất là nhiều để cho anh chị có thể đem được chiếc xe này về. Cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ cho Khải để Khải có thể ra những video clip tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.